Theo báo cáo của Sky Germany, Ben muốn mua đứt Sabitzer trong mùa hè năm ngoái. Hùng Sám đã trả 15 triệu euro cho RB Leipzig vào mùa hè năm 2021 để có cầu thủ người Áo. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được kỳ vọng và khó có khả năng được giữ lại. Khi đó, Ben chuẩn bị kiếp đồng với cầu thủ tự do Konrad Leimer từ RB Leipzig. Ngoài ra, họ cũng tham gia vào cuộc đua giành tiền vệ Declan Rice của West Ham. Ngay cả khi không chiêu mộ được Rice, Ben cũng sẽ mang về một tiền vệ khác. Nói cách khác, đội hình của Ben sẽ có rất nhiều tiền vệ và Sabitzer đơn giản chỉ là người thừa. Tương lai của Sabitzer giai đoạn ấy hoàn toàn phụ thuộc vào Man United. Quỷ đỏ đã mượn tiền vệ người Áo trong nửa cuối mùa giải 2022-2023 và cũng có ý định ký hợp đồng lâu dài với anh. Tuy nhiên, mãi không có cuộc đàm phán chính thức nào giữa Ben và Quỷ đỏ về tương lai của Sabitzer. Ben được cho là muốn bán Sabitzer với giá 25 triệu euro, nhưng Man United không đồng ý chi trả số tiền này. Quỷ đỏ dùng lý do Sabitzer đang gặp chấn thương sụn chềm để khiến Ben phải giảm giá. Bất chấp chấn thương, Sabitzer tỏ ra rất phù hợp với đội bóng của Ten Hag. Kể từ khi gia nhập Man United, tiền vệ người Áo đã đá chính 7 trên 12 trận có thể ở Premier League và được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc số 10. Trên mọi đấu trường, Sabitzer đã ghi 3 bàn và có một kiến tạo trong 18 lần ra sân. Màn trình diễn tốt nhất của anh là ở trận tứ kết lượt đi Europa League, hòa 2-2 trước Sevilla. Trong đó, anh ghi cả 2 bàn thắng cho Man United. Hơn nữa, Sabitzer có những thuộc tính không thể tìm thấy ở những tiền vệ tấn công và trung tâm mùa trước của Man United là Bruno Fernandes, Christian Eriksen và Fred. Trong số 4 người, 5,97 lần tranh chấp tay đôi của Sabitzer chỉ đứng sau Fred, người thực hiện 10,13 lần mỗi 90 phút. Với con số 62,42%, anh đứng đầu về tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi và đứng thứ hai về số lần thu hồi bóng mỗi 90 phút, lên tới 8,51 lần. Chỉ kém mỗi Fred, người thực hiện 9,78 lần. Tuy nhiên, Sabitzer không chỉ gây ấn tượng ở khía cạnh phòng thủ mà còn ghi dấu ấn ở mặt trận tấn công. Trong top 4 cầu thủ được so sánh, chỉ Eriksen 85,64% có tỷ lệ chuyền thành công tốt hơn Sabitzer 84,63%. Kể từ khi gia nhập Man United, Sabitzer ghi 0,37 bàn trên 90 phút, nhiều hơn Bruno Fernandes 0,17, Fred 0,21 và Eriksen 0. Và cũng chỉ Fernandes 2,36 lần có nhiều cú sút trúng đích hơn Sabitzer 2,21 lần trong mỗi 90 phút. Cầu thủ người Áo dẫn đầu 4 tiền vệ về tỷ lệ dứt điểm trúng đích 46,67%. Nói cách khác, Sabitzer vừa có khả năng phòng thủ vững chắc, đồng thời cung cấp động lực tấn công mạnh mẽ. Có thể lập luận rằng anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa Casemiro thiên về phòng ngự và Fernandes thiên về tấn công. Vai trò này ban đầu được cho là Eriksen đảm nhiệm, nhưng ở tuổi 32, có lẽ cầu thủ người Đan Mạch đã qua thời kỳ đỉnh cao. Và với tất cả những điều đó, Sabitzer sẽ là một khoản đầu tư tuyệt vời, ngay cả khi Ben đòi mức giá 25 triệu euro. Nhưng không, Man United quyết định lắc đầu với anh. Họ cho là quá đắt. Và như chúng ta đã biết, Quỷ đỏ đưa về Mason Mount. Phần còn lại là lịch sử. Tiền vệ người Anh ngốn sấp xỉ 60 triệu bảng, cùng mức lương lên tới 250.000 bảng trên tuần, gấp đôi so với Sabitzer. Đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng nhiều vào Mount đến nỗi trao cho bản hợp đồng bom tấn này áo số 7. Và như chúng ta đã biết, phần tiếp theo thuộc về lịch sử. Mount chấn thương liên tục. Trong khi đó, Sabitzer được cả thế giới ca ngợi với chiến công thần tiền của Dortmund. Tại đó, anh là nhân vật chủ chốt. Sabitzer đã thể hiện phong độ xuất sắc trong vài trận đấu trước, nhưng hôm nay cậu ta đặc biệt làm xuất sắc. Đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi đưa anh ấy vào đội hình chính. Chúng ta cần cho một cầu thủ một vài tuần để hòa nhập hoàn toàn vào đội ngũ. Thay vì chê bai như câu lạc bộ nào đó, Sabitzer thật xuất sắc. Giám đốc kỹ thuật Dortmund Hans-Joachim Watzke nhiệt tình nói trên Prime Video sau trận. Người đồng đội Julian Brand cũng không thể kìm nén cảm xúc. Sabitzer đã thực hiện một trong những pha tấn công kinh ngạc. Bây giờ, tôi đã có được cơ hội thi đấu ở bán kết Champions League lần đầu tiên trong đời. Thật tuyệt vời, Sabitzer là người hùng của tôi, là người hùng của trận đấu này. Và hãy cùng xem tại sao quốc trưởng lại được những người xung quanh ca tụng đến vậy. Anh bắt đầu trận đấu với một khoảnh khắc đáng quên khi bỏ lỡ cơ hội 10-10 trước khung thành Atletico. Sabitzer đệm lòng quá hiền và thủ môn xuất sắc như dàn Oblak dễ dàng cản phá. Dortmund liên tục khoét cánh trái của Atletico và trong 4 bàn thắng ghi được trên sân nhà, Sabitzer đã góp mặt tới 3 bàn, trong đó có 2 tình huống mà anh tấn công ở hành lang trái. Sau khi Julian Brand mở tỷ số ở phút 34, sau đó 5 phút, Sabitzer đón bóng ở góc bên trái với người kèm bám theo. Nhưng anh có cú nhả bóng rất hay cho hậu vệ trái
Ian Madsen thoát xuống dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút thứ 71, Sabitzer lại di chuyển xuống hành lang trái trước khi tạt vào trong để trung phong Niklas Fulkrug đánh đầu, đưa Dortmund dẫn 3-2. Bàn thắng quyết định của trận đấu thuộc về Sabitzer sau đó 3 phút. Hàng thủ Atletico đã chặn được cú sút của Fulkrug, nhưng Sabitzer đón bóng bật ra, bình tĩnh khống chế có một cầu thủ Atletico trước khi sút chéo góc hạ thủ môn Jan Oblak. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của Sabitzer cho Dortmund tại Champions League sau 9 trận đấu ở mùa này, nhưng giá trị của nó thì quý hơn vàng. Tính rộng ra, cựu cầu thủ Dortmund đóng góp 6 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo trong áo đội bóng áo vàng đen trên mọi đấu trường mùa này. Sabitzer cũng chính là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong trận đấu vừa kết thúc cách đây không lâu, khi SofaScore chấm 8,5 điểm. Xứng đáng thôi khi mà thống kê của anh trong trận đấu là quá ấn tượng. 100% rơi bóng thành công, 17/24 đường truyền chính xác, 4 pha dứt điểm, 2 lần cắt bóng, 2 kiến tạo, 1 bàn thắng. Huấn luyện viên Edin Terzic là người đề xuất mang Sabitzer với Dortmund khi Man United không mua, và ông đã thắng đậm với canh bạc của mình. Thế nên vị chiến lược gia này tha hồ mà gáy thôi. Tôi có thể nói gì đây? Bàn thắng đáng kinh ngạc, pha chạy chỗ đáng kinh ngạc, tuyệt vời. Nhưng chúng tôi đã xem nhiều trận đấu rất hay của Sabitzer và biết rằng đây không phải là ngẫu nhiên. Đó chỉ là một phẩm chất bẩm sinh. Chúng tôi hy vọng rằng Sabitzer có thể tiếp tục duy trì điều đó, bởi vì điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Sau khi ghi 4 bàn và 2 kiến tạo trong 7 trận để đưa đội tuyển Áo đoạt vé dự Euro 2024, Sabitzer giờ cùng Dortmund nhắm tới tấm vé chung kết Champions League. Đã sang tuổi 30 cách đây tròn 1 tháng, giờ có lẽ mới là lúc Sabitzer để lại dấu ấn đậm nét nhất trên những sân khấu bóng đá lớn nhất. Về phía Man United, các cổ động viên lại tranh thủ lấy cơ hội này để tạo ra một dẫn chứng nữa cho luận điểm rằng, xét về khả năng nhìn người, quỷ đỏ kém số 2 thì chẳng ai dám nhận số 1. Nhưng xét toàn cảnh lúc đó, cũng khó mà trách được đội chủ sân Old Trafford. Ai mà biết được rằng Mao lại chấn thương nhiều đến như vậy. Bản thân Sabitzer khi còn ở Anh cũng chơi chưa thể gọi là quá xuất sắc. Cái vấn đề của Man United lúc này là họ làm gì cũng bị nói là sai, bởi những con người họ đặt niềm tin đều chơi như đấm vào mắt người xem. Bởi thế mới nói, thắng làm vua, thua nghe chửi. Nhìn sang các câu lạc bộ như Man City, Arsenal hay Liverpool cũng chẳng thiếu những phi vụ ối rồi ôi. Chẳng hạn như Calvin Phillips, Naby Keita, Pepe. Nhưng số lượng những quả bom xịt ấy chỉ là thiểu số và thành tích của ba đội bóng này vẫn quá tốt. Thế nên đó được gọi là sai lầm chấp nhận được. Còn Man United mua 10, hỏng đến 8 thì bảo sao họ chỉ rõ nhiều tiền mà thành tích cứ đi đà đi đẹt. 10 mùa giải thì có tới hơn một nửa đứng ngoài top 4. Có lẽ Man United cầu mong một ngày nào đó Pep Guardiola nổi hứng muốn thử thách bản thân và muốn đến Old Trafford làm huấn luyện viên. May ra lúc ấy, đội bóng này mới mơ đến những ngày ngẩng cao đầu.